Cô qua trường con bé rồi ý ạ? Không thấy à cô? Vâng vâng ạ, cháu biết rồi. Ê, hay là tao chở mày qua nhà ông con bé nha. Nhiều khi nó chạy qua bển thì sao? Nhà ông của con bé xa lắm. Tao không nghĩ là nó tự đi được từ nhà tao qua nhà ông nữa đâu. Ừ nhỉ. Con nghe này mẹ. Đây cửa hàng có việc gấp. Dạ, bây giờ hả? Ơ nhưng mà con làm cái gì mà dội dữ vậy không biết nữa. Thôi mày cứ về đi, xem mẹ mình có việc gì. Thả tao ở nhà tao, tao tự chủ động đi tìm con bé cũng được. Tìm mãi không được. Cháu xin lỗi cô ạ. Cháu chỉ định về thăm ông một chút thôi. Nhưng mà cháu không biết đường. Cháu sợ cháu sẽ đi mà không kịp nói với ông lời nào ạ. Cháu đã làm cô lo ạ. Không sao đâu, cô hiểu mà. Cô cũng định là trước khi đưa cháu vào trung tâm sẽ đưa cháu về qua nhà để thắp hương cho ông. Nhưng mà giờ cũng muộn rồi. Hay là để hôm tới cô đưa cháu về thắp hương cho ông nhé. Dạ vâng ạ. Cháu về chào ông. Mai cháu vào trung tâm rồi. Ông đừng lo cho cháu nhé. Bây giờ cháu đang gặp rất nhiều người tốt. Cháu hứa với ông, hôm nay cháu sẽ luôn khỏe mạnh, chăm chỉ, học tập thật tốt ạ. Mai này cháu sẽ rất nhớ nhà mình, nhớ cả nơi đây nữa ạ. Ừ, có chuyện gì thì gọi cho cô ngay nhá. Cháu cứ yên tâm, vào trong đấy các cô các chú sẽ bảo ban và chăm sóc cháu. Cháu sẽ quen được nhiều bạn mới nữa. Vâng ạ. Cháu sẽ sống thật tốt. Cháu muốn ông cháu yên lòng ạ. Chị ơi. Cháu sao chú? Lucky. Nào, Lucky qua chị Chi nào. Ngoan cho chị Chi ôm nha. Bé chị nhắn tin cho anh. Hôm nay nó vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nên sẵn anh mang Lucky qua cho tao tạm biệt luôn. Hôm nay được gặp chú và Lucky, cháu rất vui ạ. Rồi sao? Chị đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chưa? Có cần mua thêm gì không? Không cần mua thêm gì đâu ạ. Bà Lan, bà Tuyết với cả cô Hà đã mua cho cháu rất nhiều đồ rồi ạ. À, chú ơi, chú có thể chụp ảnh cho cháu cái nhà này được không ạ? Được chứ. Lucky ngoan nào, ngoan nào. Bây giờ chú cháu mình cùng chụp nào. Đó, chị đứng đó nha, để chú chụp nè. À, chị đẹp quá, đẹp quá. Chụp ảnh với cháu được không ạ? À? Ừ, cô ra đây. Lucky chạy đi chơi rồi à? Vâng ạ. Nào, hai cô cháu. Màu đang đẹp nha. Chụp hình nào, cười tươi. Chú Vũ ơi, chú có thể chụp ảnh cùng cháu và cô Hà được không ạ? À? Được chứ. Vậy mình chụp bằng điện thoại nha. Vâng ạ. Rồi bây giờ cả nhà mình cười nào.
Đây, tươi nào. Được rồi đó. Cả hình này nữa nè. Đó. Chị có biết á, điểm thú vị của những bức ảnh là gì không? Không ạ. Đó là dù á, thời gian trôi chảy thế nào, mình có thay đổi ra sao á, thì tất cả những khoảnh khắc này á, sẽ được lưu giữ mãi mãi. Dạ. Tôi thì lại nghĩ những thứ mà chúng ta nhìn thấy và cảm xúc ngay tại thời điểm đó mới là quan trọng chứ. Em nói đúng. Nhưng mà đâu có ai cấm chúng ta tận hưởng từng khoảnh khắc nhưng vẫn lưu giữ nó. Biết đâu những thứ chúng ta lưu giữ sau này sẽ trở thành tài sản thì sao? Giống như những bức ảnh của anh với em ở trạm Bình An. Đối với anh bây giờ nó trở thành tài sản rồi. Vậy thì sau này những bức ảnh ngày hôm nay sẽ trở thành tài sản đúng không ạ? Tài sản tinh thần. Nhưng mà quan trọng hơn á là bức ảnh đó có quý hay không á còn tùy thuộc vào người trong bức ảnh nữa. Tấm này chị xinh, tấm này xấu chú xấu á. Tớ mai xem nha, không có Lucky ạ. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao?